Thờ cúng táo quân là một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam vào mỗi dịp 23 tháng Chạp, và cứ đến ngày này hàng năm thì người dân cả nước lại làm mâm cỗ cúng tiễn các ông táo về chầu trời. Mâm cỗ thì mỗi nơi lại mỗi khác nhau, tùy vào văn hóa của vùng miền và quan niệm của từng người. Có người thì quan niệm rằng là mâm cúng táo quân phải thật là đầy đủ và trọng thể. Cũng có người lại cho rằng là chỉ cần thành tâm là đủ, nhưng tự chung lại thì vẫn là những mong muốn về hạnh phúc đủ đầy và bình an trong năm mới. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về phong tục này. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng 22 đến 23 tháng Chạp, bà Hoàng Thị Phương lại tất bật chuẩn bị mâm cỗ cúng táo quân. Theo quan niệm của bà, trần sau âm vậy nên bà đều làm những món ăn mặn ưa thích của gia đình, như gà luộc, bánh chưng, các món canh, món xào, nhưng không thể thiếu cá chết sống. Con cá mình đem phóng sinh ra thì nó sẽ theo cái quan niệm tâm linh thì nó gọi là nó hóa rồng để hai ông táo và táo bà cưỡi lên thiên đình, và sau đó thì mang những cái điềm lành điềm tốt đến cho gia chủ cũng như là phù hộ độ trì cho mọi người trong gia đình. Để táo quân có phương tiện về chầu trời, người dân miền Bắc thường cúng cá chép sống thả trong chậu nước. Ngay sau đó là nghi lễ phóng sinh cá chép, ngụ ý cá hóa rồng đưa ông táo về trời. Tại miền Trung, người dân cúng một con ngựa bằng giấy với yên cương đầy đủ. Còn miền Nam giản dị hơn, chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy. Tức là vào cái dịp cuối năm ấy, thì bao giờ là người ta cũng dành ra một cái quãng khoảng thời gian để mà gọi là tổng kết lại. Đấy, toàn bộ cái hoạt động của cái năm đấy để mà báo cáo lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đấy là dạ là trong cái năm vừa rồi thì chúng con như thế, tất cả mọi thứ như thế. Đấy, và cầu cho đấy là các Ngọc Hoàng Thượng Đế là sẽ ban cho là sức khỏe, rồi ban cho là cái yên ấm hạnh phúc, rồi tất cả mọi thứ để mà tiếp tục cái cuộc sống gia đình trong cái năm mới nó tốt đẹp hơn, nó hành thông hơn, nó thuận lợi hơn. Tuy có cách thờ cúng khác nhau, nhưng người dân cả ba miền đều có một mong muốn chung, đó là những điều tốt đẹp nhất sẽ được ông táo thưa với Ngọc Hoàng. Cái nghi lễ cúng này đấy, thì tôi nghĩ là vì nó là dân gian cho nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Chứ cũng không phải là cái gì đó, không phải rằng là cái lúc này là cần phải tổ chức những cái nghi lễ rồi cỗ bàn rồi tất cả mọi thứ nó linh đình rồi nó thế nọ thế kia rồi nó phô trương ra, không phải như vậy. Đây là câu chuyện của gia đình, cho nên cái hôm đó chỉ là cái hôm mà gọi là cái câu chuyện tâm linh của riêng gia đình chúng tôi thôi. Thờ cúng táo quân là nét văn hóa có từ lâu đời và đã trở nên gần gũi với cuộc sống của người dân Việt Nam. Với quan niệm gia đình nào được táo quân phù hộ nhiều thì hạnh phúc, bình yên và thành đạt.